Đối với bản thân mình, một chiếc bánh hoàn hảo nó sẽ phải cân bằng yếu tố về hương vị lẫn vẻ ngoài. Một sản phẩm ngon, đẹp, không thể nào hoàn mỹ nếu được tạo nên từ nước mắt của người khác. Đối với mình, cái công thức mà ngon nhất là cái công thức mà khách hàng thích nhất. Sô-cô-la không chỉ là món ăn mà nó còn là một ý tưởng. Là một người làm sô-cô-la thì mình thường xuyên tìm tòi và học cách làm những ứng dụng mới. Mình nhảy công việc rất là nhiều á, tại vì mình cảm thấy cái sự nhàm chán ở những cái công việc đó. Cho dù mình có đam mê hay không đi nữa thì nó cũng có những giai đoạn rất là khó khăn. Hoặc là tất cả những cái ngành nghề nó đều có những cái khó của nó. Thì cái quan trọng là mình có thích nó hay không. Cái niềm đam mê chính mà cái tâm huyết nhất của mình, đấy là nghề làm bánh. Thực ra cái điều khắc tượng với lại cái việc làm bánh mì nó có một cái việc tương đồng. Mình cái góc nhìn thẩm mỹ mình nó cần phải có chỉnh chu một xíu, chậm rãi từ tốn, nên bánh ngọt cần cái sự tỉ mỉ. Là một người theo đuổi chủ nghĩa duy mỹ, những sản phẩm trang trí được làm ra từ sô la đối với mình rất tự hào. Tím thì cái sự kết hợp đó là giữa sô cô la và cà phê, nó những cái lúc trong cuộc sống mình sẽ có những cái lúc thăng trầm.